Lewandowski ghi bàn thắng vàng, Barcelona hạ Valencia phút bù giờ. Chưa hết choáng váng sau thất bại 0-3 dưới tay Bayern Munich ở Champions League. Barcelona gặp khó khăn thực sự trên sân Valencia và chỉ tìm được lối thoát nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của dàn sao đẳng cấp. Ba trận đấu liên tiếp toàn hòa và thua khiến đoàn quân của huấn luyện viên Gennaro Gattuso thực sự khát điểm, nhưng để đương đầu song phẳng với Barcelona không phải là điều dễ dàng với Valencia. Một mình tiền đạo Ansu Fati của đội khách ngay trong hiệp một cũng đã có hai phen đối mặt với thủ môn Jordi Mamadilili, chỉ tiếc là một lần hỏng ăn 70 phút 13 và sau đó bóng nằm gọn trong lưới Valencia phút 23, nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi Việt Vị. Về phía Valencia, việc chân sút chủ lực Edinson Cavani phải rời sân sớm từ phút 18 vì chấn thương không làm giảm quyết tâm của đội chủ sân Mestdouler. Không chỉ chống trả kiên cường những pha tấn công của đối phương, Valencia còn suýt mở tỷ số ở phút 50. Nếu trọng tài không từ chối pha lập công của Samuel Olino do một cầu thủ Valencia để bóng chạm tay trước đó. Bế tắc về thế trận, huấn luyện viên Xavi lần lượt tung Bique, Ferran Torres, Gavi, Marcus Alonso và Rafinha vào sân. Nỗ lực của Barcelona được đền đáp ở phút 90+3 khi Rafinha thực hiện đường chuyền tinh tế để Robert Lewandowski băng vào đệm bóng tung lưới Valencia, ấn định chiến thắng nghẹt thở 1-0 cho Barcelona. Thắng trận chật vật, đoàn quân của Xavi tạm thời chiếm ngôi đầu La Liga khi có cùng 31 điểm số như đại kình địch Real Madrid, nhưng đã đá nhiều hơn một trận